cái phép của sư dạy đó là giải tỏa các mạch bị nghẽn ở trong cơ thể để đúng khiến rồi. Cho các mạch nó thông trở lại. Đúng rồi. Từ đó mà cái người đang bệnh sẽ hết, sẽ khỏe. Thì bây giờ là trong cái tương lai thì ở đây mình sẽ thành lập một cái nhóm để cái nhóm đó sẽ chữa bệnh cho bà con mình cộng đồng rồi chỉ hướng dẫn lại cho mọi người. Cũng như ví dụ như tai biến thì thường thường là nếu mà bị tai biến mà mình chữa một lần là nó không ăn thua. Nhưng mà nếu mà tai biến mà được hướng dẫn thì cái người nhà có thể giúp cho cái người bệnh phục hồi nhanh chóng và kéo dài được. Tai biến thì nhiều lắm, nhiều người bị bệnh đó nhiều. Vậy mà nếu em thích cái đó em coi, nếu mà trong thời gian mà em muốn mà sư còn đây thì em đến đây rồi. Bây giờ chị cố gắng á, tôi này còn 2 ngày chữa bệnh ở chùa chỗ anh tí á, thì chị đến chừng 2 ngày thôi là tôi này dẫn dắt cho chị coi mấy cái đường vừa đi á, là chị có thể làm được cái đơn giản mà. Bà xã của tôi là bà gì cho tôi địa chỉ thì tôi đi tới đó luôn. Giờ dân đây mà bấm vô mà được bác sư nghe nói vậy thì tôi đây là đó là đúng là cái duyên á. Dạ quan nghênh. Dạ dạ. Thì chị mà lại là chia sẻ rất là ngạc nhiên. Tại vì tôi này chỉ hướng dẫn vài cách để mà làm á, là chị có thể giúp được bà con rồi. Thí dụ như một cái trường hợp đau vai vừa rồi tôi này làm ở Houston rồi đó, thì cái cô đó đau vai 4-5 năm rồi mà đi các bác sĩ hết mà không có kết quả. Thì lại cái tôi này chỉ bấm có trong vòng vài phút ngồi cái cổ tay chân là nó lại bình thường hết. Mà cũng mừng lắm, là mừng ngồi khóc luôn á, tại vì không ngờ là nó nhanh vậy. Nhưng mà cái chuyện đó không có gì là kỳ bí, người nào cũng có thể thực hiện được. Và chị á là đã có cái tâm mà nguyện làm như vậy rồi, thì ngày mai đến tôi này sẽ chỉ cho mấy cái trường hợp làm, chị đưa cái tay vô chị làm, chị thấy hiệu quả ngay. Và hồi chiều này tôi này họp có Minh Tý rồi họp anh em lại, thì tụi này có nói khuyên em á là nếu mà học xong rồi mà tôi đi rồi đó thì mọi người làm giúp bà con, nhưng mà cũng phải hướng dẫn lại cho những người khác người ta làm đi, đừng có để dành riêng cho mình, tại vì cái mà mình cho đi không có mất mà mình lại còn có thêm nhiều. Chia sẻ thôi. Hân hoan đoàn chào đón chị. Ngày mai chị sẽ đến coi nhiều cái trường hợp hay lắm. Cũng như mà anh bên đây đó là Minh Chí. Là anh là lập một cái nơi để mà truyền bá về nghệ thuật của mình. Là đó cũng chẳng qua là tại vì mình không muốn để mất đi cái nền văn học nghệ thuật của nước nhà mình. Dạ đúng rồi. Dạ. Và đồng thời thì là bên đây đó kính sư. Thấy có một số rất lớn là em cháu của mình nó dường như nó không còn nhớ tiếng Việt. Dạ, con nghĩ nhân đó đó là tôi dạy luôn cả những người nào muốn học tiếng Việt. Dạ, đúng rồi. Dạ, để hiểu lại cái truyền thống của dân tộc. Dạ, nó là vậy. Thì cũng như là ý của sư mà truyền bá rồi nói là những người mà biết thành ra rồi thì cũng nên truyền bá cho người khác cái điều đó là rất đúng tôn trong nghĩa của bạn. Dạ, cái mở rộng nhôm ở đây nè để cho nhiều người cũng làm và nhiều người cũng biết. Ví dụ như vừa rồi là lên Linh Sơn á, thì cái sư cô mà trụ trì đó thì cô bị tiểu đường, thì tôi mới nói với cổ là tôi sáng thức dậy 4 giờ thì cổ ngồi ăn, tôi sao giờ chưa thức dậy ăn mà nó đói chịu nổi. Ba cũng chịu đòi phải thức dậy ăn, cũng hay là rung tay rung chân đó. Cái là tôi mới ngồi tôi nói chuyện với sư cô tôi nói bây giờ nếu cô tin thì cô để tôi giúp cho cô. Thì tôi hướng dẫn cái cách ăn, hướng dẫn cái cách tập luyện. Thì
chị em coi cô ngày mai sáng mai cái là cô đi tụng kinh, cô nói là cô đứng tụng liên tục 2 giờ mà không nghe mệt, mỗi lần không được để có người tiếp. Rồi trước khi tụi này về cô nói là cổ tiểu đường đã xuống lại gần như bình thường mà cô bỏ thuốc lên, bây giờ cô không dùng thuốc. Rất là hiệu quả. Để làm gì? Mai nó phải làm gì là pháp môn bấm nguyệt. Dạ, mà nó đơn giản. Không phải là bấm quyền. Đâu phải là bấm quyền. Cái đó là coi như là xin phép sư tôi nói nếu sai sư sửa lại. Dạ. Cái phép của sư dạy đó là giải tỏa các mạch bị nghẽn ở trong cơ thể để đúng khiến rồi. Cho các mạch nó thông trở lại. Đúng rồi. Từ đó mà cái người đang bệnh sẽ hết, sẽ khỏe. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.